Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi ngữ văn lớp 9, bài 1, trang 5 đến trang 8 sách giáo khoa. Phong cách Hồ Chí Minh. Trong cuộc đời đầy trung chuyên của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp xúc với văn hóa nhiều nước, nhiều vùng trên thế giới, cả ở phương Đông và phương Tây. Trên những con tàu vượt trùng dương, người đã ghé lại nhiều hải cảng, đã thăm các nước châu Phi, châu Á, châu Mỹ. Người đã từng sống vài ngày ở Pháp, ở Anh. Người nói và viết thạo nhiều thứ tiếng ngoại quốc: Pháp, Anh, Hoa, Nga. Và người đã làm nhiều nghề. Có thể nói, ít có vị lãnh tụ nào lại am hiểu nhiều về các dân tộc và nhân dân thế giới. Văn hóa thế giới sâu sắc như Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đến đâu người cũng học hỏi, tìm hiểu văn hóa, nghệ thuật đến một mức khá uyên thâm. Người cũng chịu ảnh hưởng của tất cả các nền văn hóa, đã tiếp thu mọi cái đẹp và cái hay, đồng thời với việc phê phán những tiêu cực của chủ nghĩa tư bản. Nhưng điều kỳ lạ là tất cả những ảnh hưởng quốc tế đó đã nhào nặn với cái gốc văn hóa dân tộc, không gì lay chuyển được ở người, để trở thành một nhân cách rất Việt Nam, một lối sống rất bình dị, rất Việt Nam, rất phương Đông, nhưng cũng đồng thời rất mới, rất hiện đại. Lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam và có lẽ cả thế giới, có một vị chủ tịch nước lấy chiếc nhà sàn nhỏ bằng gỗ bên cạnh chiếc ao làm cung điện của mình. Quả như một câu chuyện thần thoại, như câu chuyện về một vị tiên, một con người siêu phàm nào đó trong cổ tích. Chiếc nhà sàn đó cũng chỉ vẹn vẹn có vài phòng tiếp khách, hợp bộ chính trị, làm việc và ngủ, với những đồ đạc rất mộc mạc đơn sơ. Và chủ nhân chiếc nhà sàn này cũng trang phục hết sức giản dị, với bộ quần áo bà ba nâu, chiếc áo trấn thủ, đôi dép lớp thô sơ như của các chiến sĩ Trường Sơn đã được một tác giả phương Tây ca ngợi như một vật thần kỳ. Hằng ngày, việc ăn uống của người cũng rất đạm bạc, với những món ăn dân tộc không chút cầu kỳ như cá kho, rau luộc, dưa ghém, cà muối, chả hoa. Và người sống ở đó một mình, với một tư trang ít ỏi, một chiếc vali con, với vài bộ áo quần, vài vật kỷ niệm của cuộc đời dài. Tôi dám chắc không có một vị lãnh tụ, một vị tổng thống hay một vị vua hiền nào ngày trước lại sống đến mức giản dị và tiết chế như vậy. Bất giác ta nghĩ đến các vị hiền triết ngày xưa như Nguyễn Trãi ở Côn Sơn, hay Nguyễn Bỉnh Khiêm sống ở quê nhà với những thú quê thuần đức, thu ăn măng trúc, đông ăn giá, xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao. Nếp sống giản dị và thanh đạm của Bác Hồ cũng như các vị danh nho xưa hoàn toàn không phải là một cách tự thần thánh hóa, tự làm cho khác đời, hơn đời, mà đây là lối sống thanh cao, một cách di dưỡng tinh thần, một quan niệm thẩm mỹ về cuộc sống, có khả năng đem lại hạnh phúc thanh cao cho tâm hồn và thể xác. Theo Lê Anh Trà, phong cách Hồ Chí Minh, cái vị đại gắn với cái giản dị trong Hồ Chí Minh và văn hóa Việt Nam, Viện Văn hóa xuất bản Hà Nội năm 1990. Rồi tiếp sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu văn bản.
Đầu tiên, phần một nhỏ. Vốn tri thức văn hóa nhân loại của Chủ tịch Hồ Chí Minh sâu rộng như thế nào? Vì sao người lại có được vốn tri thức sâu rộng như vậy? Hồ Chí Minh có một vốn tri thức văn hóa nhân loại sâu rộng. Đó là những hiểu biết uyên thâm về các dân tộc và nhân dân thế giới. Văn hóa thế giới từ Đông sang Tây, từ văn hóa các nước châu Á, châu Âu, cho đến châu Phi, châu Mỹ. Người có vốn tri thức văn hóa sâu rộng vì học tập để nói và viết thạo nhiều thứ tiếng nước ngoài như Pháp, Anh, Hoa, Nga. Đi nhiều nơi, làm nhiều nghề, tức là học giỏi từ thực tiễn và lao động. Tìm hiểu văn hóa, nghệ thuật của các khu vực khác nhau trên thế giới một cách sâu sắc và yên tâm. Điều quan trọng là Hồ Chí Minh đã tiếp thu tinh hoa văn hóa nước ngoài một cách có chọn lọc, không ảnh hưởng thụ động. Người biết tiếp thu cái hay, cái đẹp, đồng thời việc phê phán những hạn chế, những tiêu cực của chủ nghĩa tư bản. Trên nền tảng văn hóa dân tộc và ảnh hưởng quốc tế mà nhào nặn một nhân cách rất Việt Nam, rất bình dị, rất phương Đông và cũng rất hiện đại. Rồi tiếp theo, số 2 nhỏ. Lối sống rất bình dị, rất Việt Nam, rất phương Đông của Bác Hồ được biểu hiện như thế nào? Những biểu hiện chứng tỏ lối sống rất bình dị, rất Việt Nam, rất phương Đông của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nơi ở và nơi làm việc rất mộc mạc đơn sơ. Chiếc nhà sàn nhỏ bằng gỗ bên cạnh chiếc ao. Chiếc nhà sàn chỉ vẹn vẹn có vài phòng tiếp khách, họp bộ chính trị, làm việc và ngủ với những đồ đạc rất mộc mạc đơn sơ. Trang phục có sức giản dị, bộ quần áo bà ba nâu, chiếc áo trấn thủ, đôi dép lớp thô sơ. Ăn uống rất đạm bạc, cá kho, rau luộc, dưa ghém, cà muối, cháo hoa, vân vân. Tiếp theo số 3 nhỏ. Vì sao có thể nói lối sống của Bác là sự kết hợp giữa giản dị và thanh cao? Lối sống của Hồ Chí Minh giản dị mà thanh cao một cách tự nhiên. Giản dị mà không kham khổ. Không phải là một cách tự thần thánh hóa, tự làm cho khác đời, hơn đời mà xuất phát từ cốt cách, từ trong quan niệm thẩm mỹ thuần thục, tự nhiên của nhân cách Hồ Chí Minh. Bản lĩnh, ý chí của một người chiến sĩ cách mạng đã hòa nhập cùng tâm hồn một nhà thơ lớn. Khao khát cống hiến cho tổ quốc bao nhiêu thì người lại càng yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống bấy nhiêu. Vẻ đẹp tâm hồn người rất mạnh mẽ, song cũng rất là lãng mạn, rất thơ. Tiếp theo số 4 nhỏ, nêu cảm nhận của em về những nét đẹp trong phong cách Hồ Chí Minh. Con người Hồ Chí Minh là sự kết hợp hài hòa, trọn vẹn giữa truyền thống văn hóa dân tộc
với tinh hoa văn hóa nhân loại. Lối sống rất dân tộc, rất Việt Nam của bác gợi cho ta nhớ đến các vị hiền triết trong lịch sử như Nguyễn Trãi ở Côn Sơn với lối sống giản dị thanh cao. Tiếp theo, luyện tập tìm đọc và kể lại những câu chuyện về lối sống giản dị mà thanh cao của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sinh hoạt giản dị của Bác Hồ. Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, Bác Hồ sống và làm việc trên chiến khu Việt Bắc. Người luôn luôn giữ một nếp sống giản dị và thanh bạch. Đất nước giải phóng, hòa bình lập lại, trở về thủ đô là chủ tịch nước, nhưng bác vẫn giữ nếp sống ấy. Tại phủ chủ tịch Hà Nội, vào mùa hè nắng chang chang, trời oi ả, bác vẫn đi bách bộ ra tận đình hội đồng chính phủ, hay họp ở ngôi đình cổ này. Cách 300-400 mét, mồ hôi ra ướt áo, trời quá nóng bức, bác sĩ Lê Văn Mẫn đi bên cạnh quạt cho bác. Lúc đầu vì chưa chuẩn bị nên bác sĩ mang theo một quạt lông chim. Bác phê bình nhẹ nhàng, chú làm như ở trong triều ấy. Thấy vậy ông vội cất đi. Khi bác đi qua bụi cỏ, ông nghĩ ra cách cắt mảnh lá cỏ làm quạt, chắc bác vừa ý. Quạt lá cỏ có cái tiện là nếu đầu tua rách thì cắt bớt đi. Ngày hôm sau, ông đã có quạt lá cỏ đi phe phẩy bên cạnh bác. Sau khi đi bách bộ xong, bác bảo để quạt lại cho bác. Về sau, ở trong cơ quan xuất hiện rất nhiều quạt lá cỏ. Bác sợ lạc mất quạt của mình nên châm thuốc lá vào quạt làm dấu. Bác cũng dùng quạt giấy, nhưng quạt giấy có nhược điểm là lúc mới có mùi hôi khó chịu, lúc cũ hay gãy nang. Theo ý bác, ông đã phải làm nẹp băng dính mấy nang gãy rồi, nhưng bác không chịu, cho thay cái mới. Bác ăn thanh đạm và vẫn giữ khẩu vị quê hương Nghệ An như dưa, cà, cá quả kho, đường khô và chắc. Mỗi tuần bác nhịn ăn chiều thứ năm. Không ai hỏi bác tại sao, nhưng anh em đoán bác muốn đồng cam cộng khổ với nhân dân, lao động đang sống khó khăn. Bữa sáng bác ăn cháo hoặc phở, buổi trưa bác ăn hai miệng bát cơm với dưa vào vài quả cà để cùng vào một chiếc đĩa con, một đĩa thịt nhỏ xào và một bát canh chua. Khi dọn mâm cơm mời bác, thường phải để thêm một bát con thừa vào ăn bát dự liệu. Nếu ăn không hết thì bác sang canh sang bát con ấy để về sau người khác còn dùng được. Ăn xong tự bác xếp lại đĩa to, đĩa con, bát to, bát con, để gọn trong mâm, đậy lòng bàn lại. Đồng chí phục vụ chỉ còn việc bê cả mâm đi. Bữa cơm chiều cũng tương tự như bữa cơm trưa. Câu chuyện trên đây là bài học quý về tiết kiệm, về sự tôn trọng con người và đồng cảm đối với nhân dân lao động của Bác Hồ kính yêu. Trích theo sách Chuyện kể của những người giúp việc Bác Hồ, nhà xuất bản Thông Tấn. Thì đến đây, các em đã vừa cùng cô theo dõi ngữ văn lớp 9. Thì sau khi xem xong, nếu các em
Thấy hay thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Lim để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.